Thưa quý vị, nằm trong chương trình thăm chính thức Singapore, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự và phát biểu tại diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Singapore do Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore phối hợp tổ chức. Tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ chứng kiến lễ trao các quyết định thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan địa phương hai nước, trong đó có quyết định chấp thuận đầu tư cho khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 2 dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo các bộ ngành hai nước và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng đã trao quyết định của Chính phủ Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thọ Lộc giai đoạn 1, dự án V-Ship Nghệ An 2 cho lãnh đạo tập đoàn V-Ship. Quy mô sử dụng đất của dự án V-Ship Nghệ An 2 là 500 ha tại các xã Diễn Thọ, Diễn Phú, Diễn Lộc, huyện Diễn Châu thuộc khu kinh tế Đông Nam, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 8 tháng 2 năm 2023. Đây là dự án xây dựng các khu công nghiệp dịch vụ đô thị, hội tụ các yếu tố xanh, thông minh, phát triển bền vững. V-Ship Nghệ An 2 sẽ là khu công nghiệp V-Ship thứ hai tại Nghệ An sau dự án V-Ship Nghệ An đầu tiên từ năm 2015 tại huyện Hưng Nguyên. Tính đến tháng 1 năm 2023, V-Ship Nghệ An đã thu hút 39 dự án đầu tư thuê đất, tỷ lệ lấp đầy 88%. Cũng tại diễn đàn, Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp BKMC IDC Việt Nam và công ty Sembcorp Development Ltd Singapore đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc hợp tác hình thành và phát triển năm khu công nghiệp theo định hướng xanh, thông minh và bền vững tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới. Trước đó vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Chow Heng Tan, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Sembcorp Industry và các lãnh đạo tập đoàn Sembcorp Tập đoàn có vốn sở hữu của chính phủ Singapore chuyên cung cấp giải pháp về chuyển đổi năng lượng và phát triển đô thị trên toàn cầu. Thủ tướng Chính phủ chúc mừng và hoan nghênh kế hoạch triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh của tập đoàn tại Việt Nam, đánh giá cao hợp tác có hiệu quả của Sempercorp với Becamex để phát triển các khu công nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, đề nghị Sempercorp tiếp tục mở rộng đầu tư xây dựng khu công nghiệp tại các địa phương khác, đồng thời nghiên cứu xây dựng các khu dành riêng cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực kinh tế số ứng dụng công nghệ cao thủ tướng đề nghị semcov tiếp tục phối hợp với các cơ quan việt nam tỉnh lạng sơn và nghệ an để thực hiện các dự án v ship